Đấy, nó cao đến cổ. Bây giờ lá nó đang cứng đi rồi, bắt đầu chuẩn bị, em đang đánh ồ ạt bây giờ này. Em đây nhá, đây. Thì chú biết là đây cháu tạo tán được một lần đây này. Chú nhìn đây nhá. Một lần tạo tán nó sẽ được hai cành nọc lên đây nhá. Hai cành nọc lên tiếp một đợt nọc nữa đây là cháu bấm lại được hai nhánh đây nhá. Thì đây là thành bốn nhánh đúng không? Từ một cành bấm là lên thành bốn nhánh. Dưới Sau đây đấy dưới lại không, dưới đây nó lại ra nhánh này mình để. Thì mình chỉ có cắt vào những cái cành này này. Ở dưới là mình bấm vào những cái cành con này này, cành này này, cành này này. Và cái cành khô này này. Và những cái cành nhỏ này này. Đây mình nuôi thân như này là quá đẹp rồi này. Đấy, cành này cũng là một thân của nó này. Đấy, cành này một là thân này. Đấy. Đây là tất cả những cái cây vườn nhà cháu cây 1 tuổi này là cháu đã cắt được là ít nhất là 3 lần nọc để tạo tán rồi. Nên là cây nó cực đẹp luôn. Đường chín sớm. Có cả quế dương nhưng quế dương ở đây ít hơn. Quế dương bán cũng sốt hàng chạy rồi. Đây là toàn một một giống đấy. Dạ. Đúng rồi, toàn bưởi ngọt. Đẹp thôi rồi luôn. Đấy, xong thì anh về anh mua cây giống của em về là anh phải cắt bỏ hết lá như này cho em dâm này. Cắt bỏ hết luôn như này. Đấy, xong em dâm, đấy anh thấy chưa, em dâm này cắt bỏ hết lá này xong nó sẽ bắt đầu. Đây đây, em mới dâm được có 10 ngày thì nó sẽ bắt đầu nảy mầm như này. Và nảy mầm này thì các anh sẽ phun phòng trừ nhện đỏ với sâu vẽ bùa cho em. Bởi vì tầm này ra mùa xuân trở đi là nó có sâu vẽ bùa, nhện đỏ rất là nhiều. Thì anh sẽ phun cho em vào cái nọc như này anh phun rồi này. Nên là từ nay đến chiều hoặc sáng mai là em bắt đầu phun phun để em phòng em giữ cái đợt nọc này. Nhớ là cho em là bây giờ cắt thì nó mới giữ được cái nước ở trong thân này. Đây này. Thì nó mới ra và sau này có những cái mầm dại dưới này anh vặt vào hết cho em này. Mầm dại ở dưới. Đấy, anh thấy chưa? Cây của em là dại. Dạ một đợt lá này anh mà ra riêng anh không tưởng tượng đâu. Thế là cây này của chỗ này của anh là chỉ ươm để bán cây cây 1 tuổi tuổi thôi. Em chỉ ươm bán 1 tuổi trong vườn này thôi. Vì em có rất nhiều cây, nó sẽ có những cái cây xấu, cây bị gãy cành hoặc là các thứ thì em phải có đất để em dâm ra cây 1 tuổi.